Hello, xin chào các bạn. Mình quay trở lại với trò tìm mèo nè. Khoan, hình như lâu rồi không chơi á, cái tự nhiên nó hơi lắc lắc. Bây giờ hiện tại là tôi nhớ rồi, phải tổng kết số mèo trước khi mình chơi. Đó, thì hiện tại là tôi tìm được 46 trên 340 con mèo. Wow. Ghê chưa, ghê chưa? Rồi bây giờ chuyện tiếp theo là mình phải đi kiếm cái đường mà mình đi chưa có đi nè. Thôi cái nhà màu đỏ bên kia đẹp á, vô cái nhà màu đỏ này đi. Đâu không? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây đi. Bạn ơi, sao bạn xấu quá vậy? Khoan khoan khoan, từ 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 từ, để tôi định hình lại cái. Đây, chỗ này là có dấu chấm hỏi, là cái này là đoạn chat nè. Đó. Rồi. Ok. Giúp cái gì? Bạn muốn tôi giúp cái gì? Ok. Rồi nhiêu thôi phải không? Thiệt sự tôi nhìn vào bạn tư quải. Rồi rồi rồi, thêm bạn nữa nè. Cái mặt của bạn đó rồi 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 rồi. Sao bạn sao đâu? Rồi tôi hiểu rồi. Thì cũng là không biết nó ở đâu đó, nhưng mà phải kiếm mới được. Ok. Rồi à quên nữa, tôi nhớ rồi. Ở lần trước là tôi sao ta? Tôi có cái đồng này nè. Cái giống như nhìn nó giống nó cái đồng xu thôi, thật ra nhìn nó giống cái tấm thẻ hơn á, là hình cái chân thú. Mà khoan nha, bây giờ tôi quên mất tiêu cái chỗ nằm đâu rồi mọi người. Cái chỗ mà để mình đổi thú cưng á. Rồi bây giờ tôi hết nhớ rồi. Tôi nói thiệt luôn á, bây giờ mà cho tôi mình nhớ lại cái chỗ đó để tôi đi vô tôi thăm coi tôi mở được con thú nào đi. Bạn này tôi có chưa ta? Nhớ là bạn này có rồi á. Đúng, chính xác, tôi có rồi. Nhưng mà cái chỗ đó nó nằm đâu? Thiệt á, là cái map này nó rất là bự luôn. Mà bây giờ tôi không có biết được là tôi đã đi chỗ nào rồi. Như mấy bạn mèo ở ngoài này thì tôi có rồi nè, chắc ăn rồi đó. Khoan, bạn này có chưa? Có gọi luôn rồi. Ông mấy này khỏi, mấy này đọc rồi nè. Upstream. À, là khu này là khu lạnh nè. Khu này là khu lạnh. Ồ, thấy không? Người ta có thú, người ta dẫn theo nè. Còn mình giờ mình... Thấy gì chưa? Wow. Đó, mình được một bạn mèo nữa. Chừng chị mình đi kiếm mèo đi, rồi chừng nào mình kiếm tới cái chỗ đó mình mới có được mèo dẫn đi. Chứ giờ mình đâu có đâu, mình đâu nhớ được các bạn nó ở đâu đâu. À, mình thấy bạn mèo người tuyết rồi thì phải, đúng không? Người tuyết đúng không? À không. Cái đầu bạn này hơi ấy nha, cái đầu này mà mình kiểu mình cắt á. Mình cắt nó giống như vậy á, chắc xinh lắm á. Tại đầu tôi cũng màu đỏ nè. Đó, mình nhận được một bạn mèo nữa. Tóc hơi bị đỉnh luôn á. Khoan coi coi cái nhà này có gì không. Có chứ sao không. Ê bạn mèo này dễ thương nè. Bạn ơi bạn, hồi đó bạn ăn hộp hướng dương bạn không có nhả phải không? Ủa hộp hướng dương mình cắn ra được. Không, tức là bạn ăn cái hộp hướng dương, bạn 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 ăn nguyên cái hộp, xong rồi cái vô chổng cái nó mọc cái bông lên trên đầu. Cảm
giác bây giờ nó nhức nhức cái đầu rồi. Cái nhà đó mình vô rồi nè, cái nhà này mình chưa nè. Rồi vô. Vô. Cửa đâu? Khoan khoan, cửa đâu, cửa đâu? Đây 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 đây. Thấy rồi, thấy rồi. Ơ à. Cái bạn mèo này tóc còn đỉnh hơn cái bạn mèo hồi nãy nè. Trời ơi, chàng trai à, tóc tím, chung thủy à. Trời ơi, xinh liền. Nhận được một bạn nữa nha. À sao đây, nhà này không có tặng hả? Tặng thôi. À, mình nhớ rồi. Cái clip trước á, mình đi vô cái KTM này nè. Xong cái mình bấm mình rút tiền là mình sẽ có được một ít cái đồng đó, con mèo đó. Đó vậy đó. Em khoan, mình có bấm vô đây mình coi được không ta? Tại vì mình À không được hả? Được thôi. Vậy thôi mình để mình kiếm được cái chỗ đó đi. Ê, bạn mèo mới đây. Bạn mèo đầu nắm nè. Dễ thương. Trời ơi. Khoan coi coi cái nhà này rộng nè. Coi có gì không nè. Có không? Sao nhà rộng mà không có gì chân vậy? Ê khoan. Xin lỗi đi. Đây nè, bạn này đây nè. Là trên đầu bạn có cái chai Coca-Cola đó. Coca-Cola, đấy. Tại bạn nó ấy quá nên tôi chưa nhìn thấy, xin lỗi đi. Không, mình mỗi lần mình 5 phút là mình sẽ nhận được cái KTM đó một lần. Đó, rồi mình đi kiếm cây khác luôn. Bạn này nãy mình nhận rồi nè, đúng không? Giờ bên này mình có một bạn nữa nè. Cái này là mấy cái hộp pate á, nhìn dễ thương ha. Rồi, vô. Lụm. Trời, màu cam neon mới chịu nha. Neon orange, quá dữ. Màu, tao thấy nó nhu. À, mình thấy cái cầu thang đó. Mà vấn đề là đi lên sao ta? Để đi kiếm. Hello bạn. Không, bạn đã bị lắc rồi. Đừng làm những trò vô nghĩa. À, là mình đi lên mấy cái thùng này nè, khoan. Ở trong đó là cái bạn đầu tím hồi nãy hả? Chính xác luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên chỗ mấy cái thùng này để mình đi lên trên cái cầu thang. Đó, tới lúc nín thở rồi nè quý vị. Tôi đi cái cầu thang lần nào tôi cũng nín thở hết chứ. Tại tôi cảm giác là tôi lọt không rồi chứ tôi không có ở trên đó. Đó, mắc kẹt rồi. À, bây giờ là một cái đường thẳng nè. Thấy không, càng đi nó càng lại, thấy không? Nó ấy lọt xong. Không, lọt mạnh bờ. Đừng. Trời ơi. Đừng. Không có đi thẳng được. Ta nói là rớt một cái. Từ. Phật tổ phù hộ độ trì. Chúa phù hộ em. Rồi. Lụm. Đó. Mình được một bản rồi nghe. Ê, lọt. Chưa, từ. Thấy không? Thấy các bạn mình đó không? Không. Bây giờ mình sẽ khoan từ nghe. Đó. Rồi. Lọt xong. Ủa là thôi bây giờ mình cũng đi lại cái cầu thang đó nhưng mà mình đi cái đường ngược lại đi. Tại vì cái chỗ cái con đó là đã té rồi, đã lọt rồi là nó xui rồi. Rồi. Ê, lọt xong. Không mà, tao nói cái này ở trên bờ mà thiệt á. Rồi. Vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ này.
Ý, không phải là mình bị kẹt mà là chỗ này nó có cái tường. Chỗ này nó có cái tường nhà. Ủa, hình như là cái này là nó ấy á, cái này là nó vòng ra ngoài kia luôn. Vậy là mình sẽ không, mình qua bên kia mình lấy đi, tại vì cái này nó là cái khu khác rồi, còn cái kia là cái cầu thang này nó vòng ra bên ngoài luôn á. Rồi rồi rồi, cố lên cố lên cố lên cố lên, tôi biết bạn làm được, cố lên cố lên. Ê ê ê ê ê, rồi sao đây, mấy bạn coi tôi nè, mấy bạn coi tôi nè. Thôi, khúc này thôi. Thôi mệt quá. Bữa sau mình chơi tiếp đây chứ, bữa nay mệt quá. Quê rồi, lên hai ba lần quê rồi. Rồi, bữa nay tôi tìm được tổng số cuối cùng là 54 bạn trên 340 bạn. Cũng tìm được kha khá he, hồi nãy là 46 hả ta? Hồi nãy là 46 là gần gần được 10 bạn á. Nói chung là cũng được, mình được tham quan cái map mới. Thôi thì để video lần sau đây mình sẽ tiếp tục tìm những bạn mèo nữa nha. Bye bye.